là tâm ta vốn trong sáng và thanh tịnh, mở ngoặc Phật tánh có sẵn. Vậy tâm vốn đã thanh tịnh rồi, là tâm tức là Phật rồi, thì đâu bị vô minh che mờ. Nếu tu tập thành Phật tâm trong sáng thanh tịnh thì còn bị vô minh che lấp nữa không? Quý vị có biết là cái hại của cái chuyện là mình đọc kinh không có chú giải là nó như vậy đó. Và có thể là một số vị đem những cái bài kinh như vậy đi dạy mà không có chú giải là như vậy đó. Đó là lý do tại sao bây giờ là sư dạy hai lớp, trong đó có lớp trung bộ đó, là bây giờ sư bám vào chú giải để sư dạy thôi. Sư coi chú giải nói cái gì sư dạy theo chú giải. Còn mình dạy theo cái tư kiến của mình á, có khi là mình dạy tầm bậy tầm bạ mình không biết. Và cái đoạn kinh quý vị đang nói đó là tâm vốn trong sáng, nó là cái gì? Nó là tâm phá quang gá, tức là tâm hữu phần. Nó như vậy nè, khi mà chúng ta đầu thai vào kiếp sống mới thì cái phá quang gá đó, đó nha, nó vốn dĩ nó không có thiện ác. Nó vốn dĩ nó không có thiện ác. Nhưng mà khi các căn bắt các cảnh thì khi đó có thiện ác xuất hiện. Cái vấn đề của Đức Thế Tôn nói tới là như thế đó. Tức là khi chúng ta mới bắt đầu kiếp sống mới, khi chúng ta mới bắt đầu kiếp sống mới, thì cái pháp quan gá đó nó vốn dĩ nó chưa có cái đặc tánh thiện ác ở trong đó. Nhưng khi cái vấn đề là khi tâm bắt cảnh, chúng ta đã làm ô nhiễm tâm bằng các cái thiện và ác, và chính điều đó dẫn tâm đi tái sanh. Chứ Đức Thế Tôn không hề nói, và trong kinh tạng cũng không hề nói là có một cái Phật tánh. Cái chuyện mà mình nói là Phật tánh có sẵn là do sau này mình suy diễn ra. Và cái hại là do đâu? Cái hại là do mình đọc kinh không có chú giải, hoặc là những cái vị mà dạy kinh cũng dạy không căn cứ theo chú giải, rồi nó mới dẫn đến những cái tai hại như thế này. Không biết vấn đề này thì sư Chánh Tâm có ý kiến gì hay không? Bạch sư, con nghe các sư thường giảng tâm vốn trong sáng thanh tịnh mở ngoặc có thật tánh. Cái này cho hỏi là vị nghe sư nào nói? Vị nghe sư nào nói hay là nghe thầy nói? Tôi cam đoan, tôi tin là cái này quý vị viết lộn, là phải câu này phải đúng nghĩa là bạch sư, con nghe các thầy thường giảng. Tôi chưa từng thấy vị sư nào giảng tâm vốn trong sáng mở ngoặc có Phật tánh. Nếu vị sư nào nói như vậy, quý vị cho tôi xin cái video của một vị sư nha, sư nha, chứ không phải thầy nha. Còn thầy thì chúng tôi không nói, thì quý vị ghi lộn, quý vị nghe thầy chứ không phải nghe sư. Còn quý sư sẽ không giảng có Phật tánh. Xin thưa quý vị, cho dù là vị này có giỏi hay có dở, nhưng mà một vị sư năm tông là sẽ không có giảng là có Phật tánh. Còn đây quý vị nói tâm vô thanh tịnh vốn là Phật rồi là nó sai nữa. Nó sai nữa nha, nó sai nữa. Quý vị biết Phật là quý vị học, có học giáo lý không? Quý vị có biết Phật là như thế nào không mà quý vị so sánh cái tâm thanh tịnh là Phật? Lại càng đi nữa. Rồi thì đâu có bị vô minh che mờ. Nếu tu tập thành Phật tâm trong sáng thanh tịnh thì ở đây quý vị đánh mất cái định nghĩa, quý vị gọi là bị xáo trộn về những cái định nghĩa đi rồi. Quý vị không hiểu thế nào là tâm, quý vị không hiểu thế nào là Phật. Vô minh quý vị cũng không biết. Quý vị tưởng vô minh là cái gì nó che tâm lại. Tức là cái nền giáo lý nó quá thô, nó quá không có bị sai lệch. Quý vị nắm không đúng cái căn bản, cho nên gặp trường hợp này quý vị không hiểu đúng là sai chỗ nào. Thì đối với cái chủ nhân của cái câu hỏi này thì chúng tôi thật tình khuyên quý vị là nên đi vào trang Sư Hạnh Tuệ lật lại những cái video Sư Hạnh Tuệ giảng về giáo lý căn bản, và quý vị học lại cái đó đi, học lại coi lại. Còn quý vị hỏi câu này là quý vị quá mất căn bản,
Xin kết thúc cái câu trả lời đây.